quảng cáo Tết của Omo trở lại với MV Mai Má Về. Omo là một trong những thương hiệu nổi tiếng với chiến lược marketing độc đáo ngày Tết. Các quảng cáo sản phẩm Tết của thương hiệu này luôn được đầu tư và có nhiều sự sáng tạo qua từng năm. Trong lần trở lại năm 2024 này, Omo mang đến TVC quảng cáo Tết có tựa đề Mai Má Về. Kết hợp cùng với ca sĩ Hoàng Minh Di, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, hiện tại, MV này đã đạt được hơn 7 triệu lượt xem và hơn 3.000 lượt bình luận tương tác trên Youtube của nữ ca sĩ Hoàng Minh Di. Bà gắng làm lụng thêm giờ, má dáng bán thêm một vài chậu hoa cận Tết. Tất cả là vì hy vọng có được một mùa Tết ấm no đủ đầy hơn. Sau một năm vất vả mưu sinh, ai cũng cố gắng để về cùng với gia đình, cùng sum họp ngày Tết. Với nhiều người, quần áo lấm bẩn là điều phiên muộn không mong muốn. Nhưng với Omo, lấm bẩn mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn trong cái Tết này lấm bẩn có ý nghĩa cố gắng vươn lên không bỏ cuộc là gieo hy vọng cho những điều tốt đẹp trong tương lai câu chuyện lấm bẩn gieo hy vọng được OMO tái hiện trong MV mai má về qua bài hát lấm lem êm ấm với thông điệp rằng ai rồi cũng sẽ tìm được niềm hy vọng để không ngừng cố gắng và những miệt mài cần mẫn đều sẽ được đền đáp xứng đáng tương tự những Tvc những năm trước MV quảng cáo Tết giáp thìn 2024 của OMO khơi gợi nên nhiều cảm xúc chưa đựng tính nhân văn cao đẹp từ đây có thể thấy rằng thông điệp chào tết của thương hiệu tuy không mới nhưng lại luôn đạt được những thành quả nhất định